Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay sẽ là một video shopping cùng Bell nha. Thử thách của ngày hôm nay là mình sẽ mua đồ Tết cho em gái của mình. Nhưng mà mẹ mình chỉ cho có đúng 3 triệu để mà mua đồ Tết cho 3 ngày Tết, 7 ngày xuân thôi. Cho nên là hôm nay cũng sẽ là một thử thách lớn đó. Và ngày hôm nay mình sẽ đi mua đồ local brand ở trên con đường Nguyễn Trãi nha. Và trên con đường này thì có rất là nhiều shop luôn, cho nên là đi cùng mình nha. Và shop đầu tiên mình ghé đến có tên là Kido. Đây là shop ruột của mình luôn á. Và bởi vì mình mua đồ cho em gái của mình thì năm nay nó 17 tuổi này mọi người. Bước vào shop thì mình có thấy ngay một bộ đồ tweed màu hồng rất là xinh luôn á mọi người. Nhưng mà tweed nếu mà mặc vào mùa hè thì nó sẽ không có tính ứng dụng cao. Và tiếp theo thì mình thấy có một chiếc váy baby doll cũng rất là xinh nhưng mà nó sẽ hơi hở lưng một xíu thì hơi khó để mặc ở tuổi học đường này. Và cuối cùng thì mình có biết một cái áo baby doll với lại một cái chân váy tweed màu hồng rất là dễ thương. Và ở đây có một cái set váy xinh xỉu luôn á mọi người. Cho nên là mình cũng lấy thử luôn. Đi cùng với mình ngày hôm nay thì lại là một gương mặt quen thuộc, đó chính là chị Ni. Và nếu mà bạn nào mà không có ngại đầu năm mặc đồ đen á thì ở đây mình thấy có một cái set đồ đen nhung rất là đẹp luôn á mọi người. Ở Kido á thì mình thấy chia theo những cái phong cách nó đơn giản với lại năng động á, cho nên mình thấy mang tính ứng dụng rất là cao. Mọi người có thể mua và ngoài mặt Tết thì mình có thể mặc đi học, đi chơi hàng ngày cũng được luôn. Mình rất là thích áo thun của nhà Kido, vải rất là đẹp, form cứng cáp, hình cũng dễ thương nữa. Ok, và sau khi thử xong thì mình ưng cái áo baby doll và cái chân váy hồng dễ mang luôn á. Và ngoài ra cái set màu đen mình mang vào thử á, thì cái mẫu thử nó lại không có cái nút, cho nên là mình không có cho mọi người xem được. Nhưng mà cái set này siêu xinh luôn. Và cuối cùng ở shop Kido thì mình có lấy hai set đồ với lại một cái quần short màu be. Ok, xong. Và đến shop thứ hai có tên là Tubakatu. Shop thứ hai đây cũng là một cái shop ruột của mình luôn. Shop này thì sẽ mang một cái phong cách nó nhẹ nhàng bánh bèo hơn, nhưng mà vẫn hơi hướng theo kiểu hàng ngày chứ không có phải là đi tiệc nha, nên là rất là dễ mặc. Ở Tubakatu thì hầu hết những món nào mới ra thì mình cũng đã có luôn rồi á, cho nên đợt này vào shop thì chỉ xem qua cái dãy màu đỏ cho Tết thôi. Xem một hồi thì mình thấy nó không có hợp với lại tuổi của em gái mình cho lắm, cho nên là không mua được gì ở Tubakatu hết. Và tiếp theo mình sẽ ghé đến Richie. Richard thì sẽ không hợp với em gái của mình đâu, nhưng mà tụi mình cũng ghé vào xem thử. Tại vì ở đây váy rất là xinh luôn mọi người. Váy mang theo cái hơi hướng kiểu đi tiệc á. Và váy của Richard thì chất lượng vải rất là tốt. Trời ơi, bước vào shop là mình đã thấy không khí lễ hội, không khí Tết tràn ngập luôn rồi á. Những cái tông màu đỏ rất là đẹp. Mọi người hay hỏi mình là mua đầm tiệc ở đâu thì mình thấy ở Richard rất là chuyên về đầm tiệc nha. Mà giá mình thấy cũng mềm, với lại chất lượng rất là đẹp. Form mặc và một cái là vừa khít luôn á. Bởi vì ngày hôm nay mẹ chỉ cho 3 triệu không thôi, cho nên là mình chỉ đi mua đồ cho em gái của mình, nên là mình chỉ thử cho thỏa mãn thôi nha mọi người, sẽ không mua đồ Richard nha. Tiếp theo là đến một shop có tên là Happy Zoo. Shop này sẽ có giá thành mềm hơn một xíu và cũng mang cái hơi hướng đồ mặc hàng ngày á. Và đặc biệt ở đây á, thì nếu mà mọi người muốn mua những chiếc quần jean hoặc là quần kaki để mặc đi học á, thì ở đây chất lượng rất là đẹp, tại vì mình đã mua hai cái ở đây rồi và rất là ưng. Và một vòng shop thì toàn những cái tông màu ngọt ngọt với là những cái đầm mà nó midi, nó dài dài một xíu theo cái phong cách nó nhẹ nhàng, bánh bèo và rất là dễ mặc hàng ngày nha. Cuối cùng thì mình có mang vào phòng thử một chiếc váy midi màu xanh bơ, cực kỳ xinh luôn, chất liệu vải rất là mát mẻ, cho nên là ok, mình lấy cái váy này. Và tiếp theo là một shop cũng gần đó có tên là Tuyên Ngoan. Trời, phải nói cái shop này mấy bạn nhân viên nhiệt tình mà dễ thương dễ mang luôn á. Cái lúc mà tụi mình bước vào quay thì mấy bạn cứ kêu là hai chị cứ quay thoải mái nha. Sau rồi mấy bạn kiểu nhiệt tình giới thiệu đồ cho tụi mình, nên là mình thấy quay trong shop này rất là thoải mái. Và đồ trong Tuyên Ngoan thì bởi vì shop này kiểu trụ sở chính ở Hà Nội á mọi người, cho nên là phong cách rất là giống các bạn Hà Nội, thì chuyên về những cái vải tweed nè, những cái đồ mà nó dày dày một xíu dành cho các bạn ở ngoài miền Bắc. Phải nói là ở trong miền Nam nếu mà mát hơn một xíu là mình đã mua quá trời đồ ở shop này luôn rồi đó. Toàn những cái set tiểu thư rất là sang chảnh nè. Và cuối cùng thì mình có chốt cho em gái của mình một chiếc đầm nó đơn giản một xíu, nó cũng kiểu tiểu thư á mọi người, và cái vải tweed của nó không có bị quá dày, có thể dễ dàng mặc ở mùa nóng nha. Và ok, cũng gần đạt được chỉ tiêu rồi đó, thì mình sẽ ghé đến thêm một shop nữa thôi, có tên là Ly Bé. Shop Ly Bé thì sẽ phải lên lầu nha. Mình rất là thích cái phong cách của cái shop này, nó nằm ở một cái tầng riêng biệt luôn á. Và nhìn trong cái shop rất là sang chảnh, không có khác gì Zara luôn, nên là mình rất là thích cái vibe của Ly Bé. Đồ của Ly Bé thì mang cái phong cách nó đơn giản nhưng mà sẽ hơi khó lựa một xíu. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà hợp với lại đồ của Ly Bé thì mặc lên rất là dễ thương luôn. Và mục đích mình vào Ly Bé thì mình có kiếm hai cái áo để mặc chung với lại cái quần short cho em gái của mình.
Lật lật một hồi thì mình thấy có một chiếc đầm có cái vải xốp rất là xinh luôn á mọi người. Nhưng mà bởi vì nó là đầm dây á cho nên mình không tự tin mặc lắm. Và những cái món đồ mình mua ngày hôm nay nếu mà có link online thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người dễ tham khảo nha. Xong xuôi thì mình có mang vào phòng thử một chiếc áo vải xốp không có tay và một chiếc áo màu sắc kiểu ghi lê. Nhưng mà hai cái đều xinh luôn mọi người cho nên là mình đã quyết định lấy cả hai và để xong cái thử thách của ngày hôm nay. Trời ơi, hai chị em đi từ sáng cho tới trưa mệt xỉu luôn á mọi người. Và thành quả là một đống đồ luôn. Ok, và mình đã hoàn thành xong thử thách của ngày hôm nay. Và bây giờ là đến chuyên mục ho nha. Đây là lần đầu tiên mình ho đồ mà không phải là của mình đó mọi người. Và shop đầu tiên mình ghé tới là shop Kido để cho mọi người xem mình mua cái gì nha. Thì đầu tiên ở đây là có một chiếc chân váy vải dạ chứ không phải là vải tweed nha. Hồi nãy chắc là mình nói lộn á. Cái này là vải dạ màu hồng, rất là ngọt ngào, dễ thương. Xinh lắm luôn á. Và chiếc chân váy thì có giá 310.000 nha mọi người. Đối với chân váy mà có chất liệu tốt thì mình thấy cái giá này ok, khá là mềm á. Và đi kèm với lại chân váy thì sẽ có một chiếc áo baby doll rất là dễ thương như thế này. Chất vải này không có dễ nhăn đâu nha, kiểu như vải mình cũng không biết gọi là vải gì, nhưng mà rất là mát với lại không có dễ nhăn. Form thì rộng rộng rất là dễ thương. Cái áo này thì có giá là 350.000. Và ngoài ra thì mình có mua thêm một chiếc quần short như thế này. Đây, một chiếc quần short này rất là dễ mặc nha mọi người. Mình mua cái tông màu be với lại cái chất liệu của nó là chất liệu vải jean á, thì nó sẽ dễ mặc hơn với lại ít bị nhăn. Và cái tông màu be này thì rất dễ kết hợp với lại đồ. Với lại mình mua cái quần short này nó không có quá ngắn, nó có cái form chữ A với lại cái lưng rất là cao. Mặc vào thì nó sẽ kiểu che khuyết điểm đùi to các kiểu với lại hắt mình cao hơn. Và chiếc quần short này có giá 320.000. Và cuối cùng ở shop Kido thì mình có mua một set. Cái set này gọi là set Chloe. Đó, thì ở trong nó sẽ có một chiếc áo tay phồng rất là xinh như thế này. Chiếc áo von này thì nó sẽ hơi mỏng một xíu, nó là mặc riêng nha mọi người. Nhưng mà phối chung với lại chiếc váy này thì rất là xinh luôn. Nguyên một cái set này mình thấy rất là xinh. Set này thì mình thấy mặc Tết đồ ok, dễ thương. Với lại đi chơi, bạn bè đồ mặc rất là xinh luôn á. Tuổi mình mặc còn được rồi, nói chi là em gái mình. Nói chung là mình nghĩ là cái set này thì mình sẽ mặc ké được á mọi người. Và đối với cái set này có hai món luôn thì tổng cộng là 620.000 cho một set. Nói chung á, đây là một cái giá mà mình thấy nhiều bạn sẽ kêu là hơi cao, nhưng mà mình thấy đối với cái chất lượng quần áo thì tiền nào của đó mọi người. Những cái form váy như thế này thì mặc lên đảm bảo rất là xịn và mặc được rất là lâu. Với lại mình lựa là mình chủ yếu lựa những cái phong cách nó đơn giản á mọi người, nó không có rườm rà, cho nên là em gái mình có thể mặc đi chơi với bạn bè hay đi cà phê hay là đi đâu cũng được, không có nhất thiết là kiểu như chỉ có Tết mới mặc được. Ở Kido thì mình mua tổng cộng là 4 món thì hóa đơn là 1.520.000. Shop tiếp theo mình ghé vào là Happy Zoo. Đây, Happy Zoo như hồi nãy mình nói là nó sẽ theo cái phong cách mà nó đơn giản, thường ngày, kiểu mặc đi ra nhà sách cái kiểu á mọi người. Đó, và đơn hóa đơn của Happy Zoo thì mình chỉ mua một cái đầm thôi. Cái đầm này thì mình mua và mình được tích điểm á mọi người, được trừ 20.000 thì còn lại là 475.000 cho một chiếc đầm midi. Chất liệu vải của cái đầm này rất là mát luôn á. Đây, chiếc đầm midi này thì nó có một cái màu xanh bơ, xinh lắm nha. Và cái tay của nó sẽ là tay ngắn, không có tay, không có tay thì đúng hơn. Và cái phần ngực á sẽ có cái dây rút như thế này. Chất liệu vải rất là đẹp, không có bị nhăn với lại không có kiểu bị ni lông á mọi người. Và mặc lên rất là mát mẻ. Cái tông màu xanh này thì nó cũng tôn da nữa. Ok, nãy giờ là mình đã được 3 set đồ cho 3 mùng rồi đúng không? 3 ngày Tết rồi và bây giờ đến là 7 ngày xuân này mọi người. Đó, và shop tiếp theo thì mình có ghé vào Tiên Ngoan. Đây, Tiên Ngoan thì ở đây bán đồ theo cái phong cách tiểu thư, thì mình rất là thích đồ của shop Tiên Ngoan luôn. Và cái váy này thì mình mua với giá 650.000. Có vải tweed với lại kiểu tiểu thư bánh bèo như thế này nè mọi người. Đó, cho nên là với cái giá này mình thấy ok, mặc dài lâu được, không bị lỗi thời. Đây, cho mọi người xem cái von của nó rất là xịn nha, không có kiểu bị ni lông đâu, von đúng von luôn. Và chất liệu cái đầm này á, vải tweed này không có bị quá dày, cũng có hai lớp dày dặn nhưng mà tweed không có quá dài cho nên là mình thấy mặc ở miền Nam ok. Nếu bạn nào mà thích phong cách bánh bèo tiểu thư thì có thể ghé shop Tuyên Ngoan thử nha. Và shop cuối cùng là shop Ly Bé. Ly Bé ở đây thì mình chỉ mua hai cái áo thôi để mà phối với lại cái quần short. Đầu tiên sẽ là một chiếc áo mà nó xốp như thế này, vải nó là vải xốp và có cái tông màu xanh pastel rất là xinh. Nó không có tay, trẻ trung. Và chiếc áo này có giá là 350.000.
Đồ của local brand thì mình thấy có giá thành sẽ hơi cao một xíu nhưng mà rất đáng đồng tiền nha mọi người. Và tiếp theo là một chiếc áo kiểu ghi lê, màu sắc như thế này. À, rất là xinh, chất liệu vải linh tâm rất là đẹp luôn á mọi người. Và ngoài ra cái áo này ở chân của nó sẽ có một cái đường bo. Bo này rất là chắc. Và nó không có bị quá chật vào người của mình, mặc rất là đẹp luôn á. Cái áo này thì mình lựa cái size nó sẽ hơi rộng một xíu để mà em gái mình có thể giữ layer áo thun ở trong hoặc là áo sơ mi ở trong cũng được. Trời ơi, cái màu xinh xíu. Ở ly bé thì mình mua hóa đơn tổng cộng là 640.000. Thì mình sẽ tổng cộng hết tất cả cái hóa đơn ở đây để xem có đạt đủ challenge không nha mọi người. Và theo mình thấy là vừa khít luôn, chỉ có dư ra một chút xíu thôi, không có đáng kể nhưng mà rất là ok đúng không? Ok, thế là xong video shopping của ngày hôm nay. Và mình biết là mình lên video hoa Tết rất là muộn, cho nên là mình đã trả cho mọi người trước cái video này. Nếu như mọi người thích những cái món đồ này thì mình sẽ kiếm được cái link của những cái shop này. Nếu mà có online thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người dễ mua nha. Và mọi người ơi, ráng chờ mình một xíu thôi, tại vì đồ của mình đang trên đường về, cho nên là mình sẽ cố gắng lên hoa Tết càng sớm càng tốt cho mọi người nha. Chờ mọi người chờ một xíu nữa thôi. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ like và subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé.